Hello anh em, hôm nay mình đang đóng hàng cho khách và mình sẽ quay nhanh luôn là ngoài máy móc ra thì mình cũng có bán thêm những cái phụ tùng phụ kiện như nào nhé. Đây là tua vít anh em này, tua vít của Stanley nha. Đây, tua vít hai cạnh hay bốn cạnh thì mình đều có hết nha. Đấy, đây là tua vít đây, hai cạnh này. Đây là các loại bốn cạnh này, anh em thấy này. Đấy, tất cả đều là hàng chính hãng hết nhé. Ừ. Em thấy hàng Stanley nó đỉnh không? Tất nhiên là nó phải khác so với hàng Trung Quốc rồi đúng không anh em? Đây, đây là đục nhé, đục gỗ cho anh em này, anh em làm bọc. Mình có rất nhiều cỡ nhé, như con này cỡ 10 ly, 6, 8, 10, 12, 16 rất nhiều luôn. Đấy, rất nhiều nhé. Đây, nhưng mà anh em cần to thì có 16 này. Còn to hơn nữa mình vẫn có nha. Đấy. Mà mình công nhận là những cái tua vít của hãng nhìn nó khác bò thật. Cái chất liệu rồi độ hoàn thiện của nó khi mà mình cầm ở trên tay này thì anh em sẽ cảm nhận cực kỳ rõ luôn. Đó. Kim chết đây. Kim chết dòng Pro của Stanley này. Con này cũng rất nhiều anh em sử dụng này. Đấy. À, đây là bố cao su cũng của Stanley nhé. Đấy, cái loại này thì nó là cái loại nhỏ thôi, 450 g thôi. Đó. Mình bóc một con ra mình xem rồi. À, còn gì nữa ta? À, mũi khoan. Mũi khoan thì hiện tại mình đang bán khá nhiều của Tôn Sen nhé. Tôn Sen. À, mũi này là mũi khoan gỗ anh em nhé. Mũi khoan gỗ 13 ly, giá rất là rẻ. Mà quan trọng đó là hàng chính hãng. Đấy, nếu mà anh em có nhu cầu lấy về công ty thì có hóa đơn VAT đầy đủ. Đây, em mũi 4 ly. Đấy, rất nhiều. Mũi nhỏ hơn có 3 ly. Đây. 3 ly này anh em này. À, cái này 6 ly. Đấy. Đấy, mình thì quay nhanh thế thôi. Chỗ này thì mình đang đóng để tí đi giao cho khách nên là tiện sẽ quay nhanh cho anh em. Còn ngoài ra sẽ có rất nhiều các loại tua vít kìm kẹp ngồi nhiều lắm thì mình sẽ quay video dần đấy, chứ mình cũng không có nhiều thời gian để mà ngồi quay video rồi giới thiệu như từng cái tua vít một hay như thế nào cả đấy. Còn anh em có nhu cầu về những cái dụng cụ gì anh em có thể liên hệ với mình nhé, mình sẽ gửi cho anh em toàn bộ bảng giá rồi thông số kỹ thuật các thứ luôn để anh em tự lựa chọn đấy. À, bởi vì những cái này nó nhiều lắm, ví dụ như riêng cái vít thôi nhé, chỉ có Stanley thôi nhé, thì nó có khoảng tầm cỡ phải 30-40 mẫu khác nhau. Đó, chưa kể đến Tôn Sen thì cũng có, mà Tôn Sen thì giá nó sẽ mềm hơn Stanley anh em nhé, ở hai phân khúc khác nhau mà. Đấy, rồi cảm ơn anh em. À, nếu mà anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ đến mình 0847 886 000. Số đấy mình có dùng Zalo nhá. Đấy, mình thì công ty trách nhiệm hữu hạn máy công cụ Việt Nam, bên mình thì chỉ phân phối những sản phẩm chính hãng nha. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. À, từ từ đã. Sorry nha. Còn một cái này nữa. Sorry. Cái này là thực phẩm này. Trời ơi, nhìn cái búa nó đẹp không anh em? Búa của Stanley nha. Cái này là búa nhỏ đinh. Tuyệt vời chưa? Stanley nhé. Xem con này nó sản xuất tại đâu ta. Mình cũng chưa nhìn thấy nhưng chắc là sản xuất tại Trung Quốc thôi. Ừ đúng rồi, Made in China rồi ha. Đấy, búa nhổ đi. Quá tuyệt vời luôn ha. Thôi, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nhé.